menu đây à? Kim sa cũng ngon lắm hả? Con này nó bơi luôn. Sao? Ui, con này nữa. Người dân buôn bán ở đây cũng khá là vui tính nha mọi người. Dạ vâng, thì Hải xin chào tất cả quý vị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối hôm nay. Thì hiện tại thì Hải đã có mặt tại phố ẩm thực Hồ Đĩa Kỷ nha mọi người. Thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo cũng như là thưởng thức những món ngon tại con đường này nha. Đây, vào đến đây là mọi người thấy cũng đa dạng đồ ăn luôn, rất là nhiều luôn, không thiếu cái gì này. Đây, đây này là trứng cút chiên này. Đây, rất là đông, từ du khách nước ngoài cho tới người Việt mình, nhưng mà đa phần là người Việt nhá, nhiều. Đây, mọi người nhìn thấy này, đông lắm, ăn uống về đêm đa phần là giới trẻ là chính cũng như là du khách thôi. Dạ không ạ. Ăn uống cho em ngồi đi, em quay gà đi em ơi. Đây, mọi người thấy này, ấy nhưng mà hôm nay thì có vẻ là ít khách hơn so với mọi hôm. Đây thì có nhiều loại ở nước này, trà. Ê vợ, lời nào? Dạ không. Nào? Chị ơi, cho em hai trà dưới lưới nhá. Dạ. Đây mọi người này, có nhiều loại lắm, đa dạng. Trà dâu này, trà dâu tằm này, trà nho này, trà ối này. Ui, nhiều lắm, phải đến mấy chục món. Dạ. Thực sự ở đây nó nhiều đồ ăn vặt lắm mọi người, đa dạng. Cái bao tiền chị em gửi? Anh cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, này. Dạ vâng, thì một ly này là 25.000 mọi người. Thì theo mọi người là nó có mắc. Nhưng Hải thấy thì 25.000 thì nó giá cũng bình thường thôi. Đấy, một ly 25.000. Thì hôm nay thì Hải chọn là uống là trà dưa. Đây, là khách nước ngoài cũng có này. Đấy, khách Hàn, khách Nhật ăn uống. Đây thì mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.
sao được không? Cái đường nó buồn á. Đây, nó có vị hơi chua chua một xíu, nhưng mà cũng khá là ngon. Mọi người nên thử nha. Nói chung này nó không mà mùi vị giống như những quán lớn, nhưng mà tầm giá tiền này thì cũng được. Đây mà học theo ông Tài à, ông hôm nay phải y khách lên xong ăn đi không? Sao cái gì cũng lắc vậy? Thầy trái cây này thử á. Em thì mình mua thử hai cái thạch trái cây xem sao. Mày gì đúng không? Có dầu á. Dầu à? Xem hai cái này chị. Xem người. Thì thẻ trái cây mọi người 10.000 một cây đó, cũng được chín lắm, mình về ăn thử xem sao. Bên này là tới hải sản này, ốc cửa vườn tỏ đấy 50.000 phần này luôn này. Tới những các loại kem đa dạng, bánh tráng. Đây bánh tráng này, rồi cơm cháy. Các loại muối. Thơm ạ. Tiếp theo là cái gà rán. Con này nó bơi luôn. Sao? Vâng, khi đi lên phía trên này thì có vẻ là đông và nhộn nhịp hơn đấy mọi người. Sau bên dưới.
Mấy xèo. Mình nhìn đồ ăn khá là hấp dẫn, đa dạng, cực kỳ là hấp dẫn luôn, nhưng mà hôm nay hơi vắng. Bên này có bánh đồng tiền này, mua về ăn thử xem nào. Đấy, mình cũng qua mua thử cái con bánh đồng tiền, bánh khá là hot. Cho em hai cái. Truyền thống hay là gì? Cho em vị truyền thống đi. $30-35 giá nó khá là rẻ, không có mắc nhá. Ngày trước nó mới về nó khá là mắc, nhưng bây giờ thì nó rẻ dần đi rồi. Quầy này mới mọi người, hôm trước mình mua không có đâu, nhưng mà hôm nay thấy mới có đấy, có vẻ là khá mới. Cho em bao tiền hả? Dạ 50 anh. 50. Không tiền. Không cần. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Để xíu nữa là xong tiền anh. Rồi.
xu hôm nay 25 nè anh chị ơi. Bánh đồng xu hôm nay kéo sợi chỉ 25 thôi nè, mọi người ăn thử chưa? Menu đây ạ. Mình muốn ăn nhân gì ạ? Kim sa cũng ngon lắm ạ, kim sa là trứng muối mà. Có vẻ là hôm nay hơi ít khách so với những dịp cuối tuần hơn đấy mọi người. Mình cũng vào thưởng thức xong đi về rồi. Khá là nóng mọi người. 50.000 hai chiếc bánh khá là hot dạo này. Thì tới thưởng thức thử hai thấy cũng khá là hot rồi, nhưng mà mình kiểu như mà nó nhiều người mua có, mình không có thời gian mà đứng xếp hàng mà mua được. Thế hôm nay mới được mua tại Phố ẩm thực Hồ Đức Kỷ, và cái tiệm bánh này thì cũng mới vừa được nó thôi. Bên này bán hàu này 35k 8 con luôn. Ra đấy bên ngoài này là chỉ có hoa và hoa thôi. Ui giời ơi, cái bên ngoài này còn đông nhộn nhịp lắm mọi người. Buôn bán hoa còn đông lắm. Đấy, đa dạng. Bên này có bán kẹo chỉ đấy. Bên ngoài này có đồng ghê. Cực kỳ là nhộn nhịp luôn. Đấy. Thì đến đây Hà xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình đã đồng hành với Hải, và hẹn tất cả quý vị mình ở một video clip tiếp theo cập nhật về những hình ảnh tin tức về Sài Gòn nhé. Máy thì nó cũng hết pin rồi, cũng hết dung lượng luôn, vừa luôn đấy.